với kênh Thích chế đồ tổng hợp ngày hôm nay mình mách các nàng và các chàng cách sông mặt bằng lá tía tô và xả trị mụn cực hát ai nhé sông mặt bằng lá tía tô kết hợp với xả trị mụn là một trong những phương pháp làm đẹp nhân gian vô cùng hiệu quả tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ công dụng cũng như cách thực hiện làm sao để công thức này đạt hiệu quả cao nhất ở bài viết này thiết chế đồ xin được chia sẻ bí quyết dưỡng da này cùng các nàng nhé chấm một tại sao nên sử dụng lá tía tô sông mặt kết hợp với xả để chăm sóc da mặt khi nhắc đến sông mặt bằng lá tía tô kết hợp với xả sẽ vô cùng hiệu quả thì chúng ta cũng cần phải biết lá tía tô là một loại rau gia vị vô cùng quen thuộc trong mỗi bữa ăn của gia đình người việt nam không những thế lá tía tô còn được xem là một vị thuốc chữa bệnh được sử dụng rất nhiều trong đông y với tác dụng như giải cảm trị ho trị viêm mũi dị ứng cải thiện trí óc minh mẫn tinh thần và công dụng làm đẹp của lá tía tô xưa nay vẫn được các nàng tin dùng vì trong lá tía tô có chứa nhiều vitamin a b c cùng các khoáng chất như canxi, sắt, magie có thể nói các dưỡng chất này vô cùng cần thiết để bạn có được một làn da khỏe mạnh, đặc biệt lá tía tô là khắc tinh về các vấn đề về da như nám, sạm, tàn nhang giúp da trở nên trắng sáng đều màu hơn. Sử dụng lá tía tô để làm đẹp thì không có gì xa lạ nhưng sử dụng lá tía tô sông mặt kết hợp với xả để chăm sóc da mặt có lẽ không nhiều người biết đến. Thật ra, trong hoạt chất của xả có chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tiêu diệt các tế bào ung hư gây hại, ngăn ngừa lão hóa của da ở mức tối đa. Do đó, khi sử dụng lá tía tô sông mặt kết hợp với xả sẽ giúp da tiêu diệt vi khuẩn trên da mặt, thải độc và loại bỏ các lớp bụi bẩn cứng đầu bám sâu trong da. 2. Sông mặt bằng lá tía tô và xả có tác dụng gì? Tác dụng hỗ trợ làm trắng sáng da, xe khít lỗ chân lông. Khi sông mặt bằng lá tía vô và xả, các tinh dầu có trong lá tía tô và xả sẽ tiêu diệt các tế bào chết trên da đồng thời đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào da mới. Đặc biệt, sông hơi mặt bằng lá tía tô và xả sẽ giúp các tinh dầu thấm sâu vào bên trong da giúp xe khít lỗ chân lông, giúp da mặt trở nên sáng bóng và mịn màng hơn. Tác dụng giúp điều trị mụn trứng cá, mụn cám, có tính kháng khuẩn cao là một trong những đặc điểm giúp hai loại nguyên liệu này trị mụn cực kỳ hiệu quả. Do đó khi bạn kết hợp sông hơi mặt bằng lá tía tô và xả thì chúng sẽ giúp da mặt bạn kháng viêm vô cùng hiệu quả qua đó giúp ngăn ngừa, điều trị các triệu chứng viêm da do các loại mụn như trứng cả, mụn cám gây nên Tác dụng tiêu ho giải cảm khi thời tiết thay đổi cơ thể sẽ thường hay cảm cúm cảm lạnh ông cha ta thường bày sông hơi bằng lá tía tô và xả để sông mặt giải cảm cách này sẽ làm giảm nhanh triệu chứng cảm tinh chất của lá tía tô và xả giúp cơ thể tăng khả năng kháng khuẩn khi sông hơi nóng bốc lên mang theo hoạt chất của lá tía tô và xả đi vào mũi khoang miệng giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh tác dụng điều trị mũi dị ứng thường xuất hiện khi thời tiết thay đổi đột ngột sông hơi mặt bằng lá tía tô và xả là một trong những cách chữa trị viêm mũi dị ứng an toàn và hiệu quả. Vì hơi nóng bốc lên mang theo hoạt chất của hai loại thảo dược trên đi vào mũi giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra còn giúp đầu óc thư giãn, khi đầu óc có dấu hiệu căng thẳng, mệt mỏi bạn nên nấu một nồi lá tía tô và xả để sông. Hoạt chất của hai nguyên liệu này sẽ giúp bạn tinh thần bạn được thư giãn và sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon và sâu hơn chấm 3. Cách sông mặt bằng lá tía tô và xả trị mụn hiệu quả nhất. Chắc rằng các bạn đã rất nóng lòng muốn biết cách sông mặt bằng lá tía tô và xả trị mụn như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất. Không để bạn đợi lâu nữa, mình xin bật mí bí quyết ngay bây giờ. Cần chuẩn bị 5 cây xả tươi rửa sạch, sau đó đập dập, bông gòn sạch, khăn sạch lau mặt. Rửa sạch một nắm lá tía tô với nước muối pha loãng khoảng 3-4 lần. Cho xả và lá tía tô vào xong hoặc ấm hoặc nồi rồi cho hai lít nước lạnh vào đun sôi từ 5 đến 10 phút. Đậy kín nồi nước sông. Tiếp theo là sử dụng nước tẩy trang kết hợp sữa rửa mặt để làm sạch da trước khi sông mặt. Sau đó lau khô da bằng một chiếc khăn sạch. Sử dụng một chiếc khăn lớn hoặc một cái mền để trùm kín đầu. Bạn nên ngồi lên một chiếc ghế thấp để giữ khoảng cách an toàn với nước sông vì nước rất nóng. Tiếp theo, hé mở nồi nước rồi ghé mặt gần lại để hơi nước sông bám vào da mặt. Từ từ mở vung nồi nước sông trong khả năng chịu đựng được độ nóng. Lưu ý không mở vung quá nhanh vì mở nhanh khí nóng ra nhanh sẽ nguy hiểm. Khi nào hơi nước cạn dần, hoặc sau 15 phút thì kết thúc việc sông mặt. Sau khi nước nguội bạn có thể dùng nước đó để rửa lại mặt. Tiếp theo, dùng bông gòn để lau khô da mặt. Mơ xa, xa ra thêm ít phút để mọi dưỡng chất được thẩm thấu vào trong tốt hơn. Thực hiện cách sông mặt bằng lá tía tô và xả theo đúng trình tự nêu trên trong khoảng từ 2-3 tuần thì bạn sẽ nhận ra những thay đổi tích cực trên da của mình. Mình xin giải đáp những thắc mắc liên quan một chút nhé. Mặc dù việc sông mặt bằng lá tía tô và xả là tốt nhưng nếu lạm dụng có thể phản tác dụng. Do đó, các chị em chỉ nên sông mặt với tần suất 2 lần một tuần là đủ. Thời điểm sông mặt tốt nhất là buổi tối. Sau khi sông mặt bằng lá tía tô và xả, bạn cũng có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ một cách ngon giấc hơn. Lưu ý cần quan tâm khi sông mặt bằng lá tía tô và xả lạ. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và đạt hiệu quả như mong muốn, các chị em cũng cần lưu ý một số điểm sau đây khi tiến hành sông mặt bằng lá tía tô và xả. Mặc dù lá tía tô và xả đều là những nguyên liệu thiên nhiên rất lành tính, tuy nhiên vẫn có người không phù hợp với hai nguyên liệu này. Do đó, lần đầu thực hiện bạn chỉ nên sông 5 phút để xem phản ứng của da như thế nào nhé. Đừng nghĩ rằng sông càng lâu thì hiệu quả càng cao bạn nhé. Việc sông mặt hay sông toàn thân chỉ áp dụng tối đa là 15 đến 20 phút để đảm bảo an toàn. Lưu ý, sau khi sông, làn da của bạn sẽ khá nhạy cảm nên cần tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời bạn nhé. Ngoài cách sông thì còn có cách dưỡng da khác với tía tô đó là Việc sông mặt với lá tía tô có thể khiến bạn mất nhiều thời gian hơn trong khâu chuẩn bị và thực hiện. Thế nên, nếu bạn muốn tìm kiếm cách làm đẹp khác với lá tía tô thì hoàn toàn có thể. Sau đây là một số cách làm đẹp với lá tía tô phổ biến như 1. Đắp mặt nạ lá tía tô, bạn có thể rửa sạch, giã nát lá tía tô và trộn với sữa chua hoặc sữa tươi rồi đắp lên da. 2. Uống nước lá tía tô cũng là cách làm đẹp da với lá tía tô được nhiều chị em tin dùng. 3. Tắm nước lá tía cũng mang đến hiệu quả làm đẹp tương tự như các phương pháp nêu trên. Sông mặt bằng lá tía tô và xả mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe cơ thể, làn da và tinh thần nên các chị em không nên bỏ qua cách này. Thiết chế đồ tổng hợp tin rằng với những chia sẻ rất cụ thể nêu trên đã giúp các nàng nắm được bí quyết sông mặt bằng lá tía tô và xả cách hiệu quả nhất cho một làn da khỏe đẹp. Xin chân thành cảm ơn các nàng và mọi người đang xem trên kênh thiết chế đồ tổng hợp. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và trẻ đẹp. Và đừng quên nhấn like nhấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình phát triển tốt nhé hãy chia sẻ video giúp chúng tôi để người thân và bạn bè của bạn biết thêm về những điều thú vị trong kênh của tôi nhé